Mai Ngô thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ nát người, một chi tiết đã gieo kéo trên cơ thể gây chú ý. Trước nghi vấn của cư dân mạng, Á hậu 4 Miss Grand Việt Nam 2022 Ngô Thị Quỳnh Mai, Mai Ngô chính thức thừa nhận đã can thiệp gieo kéo để hoàn thiện bản thân, hé lộ đã can thiệp sửa 3 chi tiết trên cơ thể. Tự mình dẹp tan tin đồn, tối 27 tháng 6 tại livestream trên trang cá nhân, Á hậu Mai Ngô đã chính thức thừa nhận bản thân đã sửa mũi, cắt mí và nâng ngực với mong muốn hoàn thiện bản thân. Mai Ngô được biết đến là một người mẫu, á hậu tài năng, có cá tính mạnh mẽ cùng nhan sắc nổi bật và có phần riêng biệt. Thế nhưng, sau gần một năm đảm nhận cương vị mới, Mai Ngô bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài khác lạ, từ vóc dáng đến đường nét trên khuôn mặt đều có sự thay đổi so với trước đây. Điều này khiến cộng đồng sắc đẹp không khỏi bàn tán, đặt ra nghi vấn rằng Á hậu 4 Miss Grand Việt Nam 2022 đã can thiệp thẩm mỹ. Trước tin đồn trên khắp các diễn đàn, Mai Ngô thẳng thắn, mọi người nghi vấn đúng rồi, tôi mới nâng mũi, làm mí và nâng ngực. Lý do tôi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ là muốn nâng cấp bản thân, vì phẫu thuật thẩm mỹ sẽ cho mình một vẻ đẹp hoàn hảo hơn, nghĩa là với diện mạo sẵn có, tôi sửa lại những cái chưa được đẹp để hoàn thiện hơn nét đẹp của chính mình. Cô nàng cũng khẳng định một động lực khác khiến cô phải thay đổi là vì từng bị khán giả và những người trong nghề body shaming. Trong một show truyền hình trước đây, Mai Ngô cũng từng chia sẻ cô luôn học cách chắt lọc những nhận xét đóng góp tích cực của khán giả và bỏ ngoài tai những nhận xét tiêu cực. Cô nhận ra rằng chỉ có suy nghĩ tích cực và giữ vững niềm tin và đam mê vào con đường mình đã chọn thì thành công mới thực sự hiện diện. Trước Mai Ngô, Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy cũng thừa nhận đã giao kéo để vẻ ngoài cuốn hút và xinh đẹp. Nói về việc Thanh Thủy can thiệp sửa sắc đẹp trong thời gian đương nhiệm, bà Phạm Kim Dung từng chia sẻ, việc phẫu thuật thẩm mỹ khiến phụ nữ tự tin, đẹp hơn nên nó không còn là vấn đề khiến chúng ta phải e dè nữa. Nếu mọi người có theo dõi hình ảnh và phong cách của Thủy thời gian gần đây thì cũng sẽ cảm nhận được bạn đã tự tin hơn rất nhiều, mạnh dạn lột xác để theo đuổi những hình tượng, phong cách khác nhau. Và Dung thấy sau khi Thanh Thủy phẫu thuật thẩm mỹ cũng có rất nhiều lời khen dành cho bạn. Một cô gái thẳng thắn chia sẻ việc mình đã phẫu thuật thì chúng ta cũng nên đón nhận, cổ vũ bạn trong việc khiến bản thân mình đẹp, tự tin hơn. Mai Ngô cũng cho biết cô nhận được khá nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào bản thân sau lần biến đổi này. Tuy nhiên nàng hậu không quá bận tâm vì cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ đã khiến cô xinh đẹp và tự tin hơn. Mai Ngô sinh năm 1995, cao 1m73 với số đo 3 vòng 86-67-100. Cô là tên tuổi quen thuộc của showbiz Việt khi từng góp mặt ở nhiều sân chơi khác nhau, đạt thành tích top 18 Việt Nam Next Top Model 2013, top 12 Asia Next Top Model 2016, Á quân The Face Việt Nam 2016. Đến năm 2022, học trò Lan Khuê bất ngờ ghi danh tại Miss Grand Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 4. Mặc dù không đăng quang, Mai Ngô lại là thí sinh được nhắc nhiều nhất sau đêm chung kết bởi câu hỏi ứng xử hóc búa liên quan đến chủ đề tuyển dụng. Bên cạnh khả năng được công chúng thông nhận qua thành tích đáng gờm tại các cuộc thi, cái tên Mai Ngô cũng luôn là tâm điểm bởi cá tính mạnh cùng sự thể hiện có phần không e dè khi xuất hiện trước công chúng. Việc Mai Ngô thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ đã gây bàn tán trong dư luận. Có người nhận xét trông cô ngày càng lạ nhưng đẹp, một bộ phận khán giả cho rằng làm đẹp là chuyện bình thường và không nên quá khắt khe. Phải thừa nhận rằng nhan sắc của Mai Ngô hiện nay có phần lạ lẫm nhưng lại nhuận sắc, thu hút hơn trước rất nhiều. Việc nâng ngực cũng khiến tỷ lệ cơ thể của nàng hậu thêm sự cân đối và quyến rũ. Một số fan sắc đẹp ủng hộ và kỳ vọng cô nàng sẽ được xuất khẩu ở một cuộc thi quốc tế nào đó.